Pháp danh Giác Thiện Từ. Nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, giải nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Con xin tâm cảm động và chân thực một lòng một dạ đối trước Ngài Địa Tạng Bồ Tát, xin được phát lời nguyện như vậy. Con nguyện từ hôm nay trọn đời trọn kiếp cho đến tận cùng đời vị lai, nhẫn đến ngày con thành Phật, con nguyện đời đời kiếp kiếp quy y nương tựa nơi Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai, nhẫn đến ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng 100.000 phương tiện dẫn dắt, khuyến dụ hết cho hết thảy tất cả chúng sanh đồng biết đến Ngài và quy y Ngài, hầu làm cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong Ngài rủ lòng đại từ bi, thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến cho con đời đời kiếp kiếp đều không quên mất. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong Đại Thánh đủ lòng từ bi thương xót con, cùng hết thảy tất cả chúng sanh mà gia hộ cho con, cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mang, tất cả nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, rốt ráo rồi đều sẽ mau chóng thoát ly sanh tử thành đạo Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ngài Bồ Tát Địa Tạng nơi cõi nước phương Nam, hoa hương mây vần vũ lành tốt cảnh trang nghiêm, chư Phật khen Địa Tạng Bồ Tát mười phương tinh. Địa Tạng nước vô lượng lòng từ chứa hạnh lành, độ sanh bao số kiếp, tay cầm sẵn gậy vàng, cứu chúng sanh khỏi ngục, tay cầm châu sáng tròn hào quang khắp đại thiên, giúp tất cả chúng sanh trọn nên đạo vô thượng. Ngài Bồ Tát Địa Tạng khuyên dạy các chúng sanh giới định tuệ nghiêm minh, quy y nơi Tam Bảo, thực tập tâm Bồ Tát cúng dường cho cha mẹ, báo hiếu cho ông bà, giữ giới luôn kiên trì, giúp người trong hoạn nạn an vui và tự tại, từ chối những lời mời, lời dục vọng thấp hèn, những phước báo đã làm hồi hướng đến khắp nơi, nguyện thoát khỏi sanh tử. Ngài Bồ Tát Địa Tạng khuyên dạy các chúng sanh tu tập hành Địa Tạng được 28 điều lợi ích, được chư Phật hộ độ, được phước báo quả lành, được chứng đạt nhập lưu, được có tâm Bồ Đề, được thức ăn đầy đủ, được sức khỏe sống lâu, được tránh khỏi tai nạn, được tránh khỏi trộm cướp, được chúng sanh cung kính, được Bồ Tát hộ trì, được thân thể khỏe mạnh, được làm nghề nghiệp lành, được thân hình tướng tốt, được sanh về cõi trời, được làm bậc thánh vương, được trí tuệ viên mãn, được vạn sự như ý, được gia đình hạnh phúc, được tiêu trừ tai họa, được dứt hẳn nghiệp ác, được đi đứng an toàn, được chiêm bao vui vẻ, được người thân thoát khổ, được sanh nơi an nhàn, được Bồ Tát ngợi khen, được lanh lợi thông minh, được trí tuệ từ bi, được đốt ráo niết bàn, nơi cõi trời Đao Lợi Thế Tôn nói pháp màu. Địa Tạng Đại Bồ Tát công hành rất thâm sâu, lời dạy đến ngàn sau, trời người đều thoát khổ. Nay con phát nguyện rộng mãi mãi quy y Ngài Địa Tạng, tu tập hành Địa Tạng, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam độ, cùng pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo. Nam mô Đại Từ Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Bổn Tôn Bồ Tát Địa Tạng Vương Ma Ha Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Bổn Tôn Bồ Tát Địa Tạng Vương Ma Ha Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Bổn Tôn Bồ Tát Địa Tạng Vương Ma Ha Tát. Tham gia cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện dặn dò cứu độ nhân thiên phẩm thứ 13. Đức Phật giao phó, lúc đó Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng so đảnh Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát mà bảo rằng: Địa Tạng, Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn, dầu cho cả Đức Phật ở mười phương khen ngợi tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông, trăm nghìn muôn kiếp cũng chẳng hết đặng. Này Địa Tạng, Địa Tạng, ông nên nhớ hôm nay ta ở cung trời Đao Lợi nơi pháp hội lớn có 100.000 muôn ức bất khả thuyết tất cả các Đức Phật, các vị Bồ Tát, các hàng trời đồng, tám bộ chúng đây, một lần nữa đem các hàng chúng sanh, những kẻ ở trong nhà lửa chưa ra khỏi ba cõi mà giao phó cho ông. Ông chớ để các chúng sanh đó phải đọa vào ác đạo, dầu là chừng một ngày, một đêm, huống chi lại để cho chúng nó phải bị đọa lạc vào địa ngục ngũ vô gián cùng địa ngục A Tỳ, mãi đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào ra khỏi ư. Này Địa Tạng, tâm tánh của chúng sanh cõi Diêm Phù Đề không định, phần đông đều quen theo thói ác, thoảng hoặc có người phát thâm tâm lành, nhưng rồi không bao lâu liền thối thất,
Còn như duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng, cũng vì lẽ đó nên ta phải chia thân này ra trăm nghìn ức để hóa độ thuận theo căn tánh của chúng nó, hầu làm cho chúng nó được giải thoát. Này Địa Tạng, hôm nay ta ân cần đem chúng trời, người giao phó cho ông. Trong đời sau, như có hàng trời người cùng thiện nam, thiện nữ nào trồng chút ít căn lành trong Phật Pháp, chừng bằng sợi lông, mảy trần, hột cát, giọt nước, thời ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó, làm cho người đó tu tập lần lần đạo hành vô thượng, chớ để họ thối thất. Lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau hoặc có trời hay người nào phải theo nghiệp mà thọ báo bị đọa vào chốn ác đạo, đến khi bị đọa vào ác đạo vừa bước đến cửa ngục. Những chúng sanh đó nếu có thể niệm đặng danh hiệu của Đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát, cùng một câu một kệ kinh điển Đại Thừa, ông nên dùng thần lực của ông tìm phương trước cứu vớt các chúng sanh đó. Ông nên hiện thân ra trước kẻ đó phá tan địa ngục, làm cho họ được sanh lên cõi trời, hưởng những sự vui vi diệu thù thắng. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng, đời nay đời sau chúng thiên nhân, nay ta ân cần dặn bảo ông, dùng đại thần thông quyền độ họ, dùng đừng cho ác đạo đọ vào trong. Bồ Tát tuân chỉ. Bây giờ Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát quỳ gối chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn chớ lo, trong đời sau nếu có người thiện nam cùng kẻ thiện nữ nào, đối với trong Phật Pháp, có một niềm cung kính, con cũng dùng trăm nghìn phương tiện độ thoát người đó, làm cho mau đặng giải thoát trong đường sanh tử, huống nữa là nghe các việc lành rồi luôn luôn tu hành, tự nhiên ở nơi đạo vô thượng không bao giờ còn thối chuyển. Hư Không Tạng bạch hỏi. Lúc Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch lời nói, trên đó vừa xong, trong Pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, từ khi con đến cung trời Đao Lợi này, nghe Đức Thế Như Lai ngợi khen oai thần thế lực không thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Trong đời sau, hoặc có người thiện nam cùng thiện nữ nào, cho đến tất cả, hàng trời đồng vân vân, nghe kinh điển này và nghe danh từ của Địa Tạng Bồ Tát, cùng với chiêm lễ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, thời những kẻ ấy được bao nhiêu điều phước lợi. Cuối mong Đức Thế Tôn vì tất cả hàng chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà nói lược việc ấy cho. 28 điều lợi, Đức Phật bảo Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát, lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời sau, người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này, cho đến độc tùng dùng hương hoa, đồ ăn, món uống, y phục, vật báu mà bố thí cúng dường ngợi khen chiêm lễ, thời kẻ ấy được 28 điều lợi ích như sau đây. 1. Các hàng trời đồng thường hộ niệm. 2. Quả lành càng ngày càng thêm lớn. 3. Chứa nhóm nhân vô thượng của Thánh. 4. Mãi không còn thối thất đạo Bồ Đề. 5. Đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ. 6. Những bệnh tật không đến nơi thân. 7. Khỏi những tai nạn về nước và lửa. 8. Không có bị hại vì trộm cướp. 9. Những người khác thấy đến sanh lòng cung kính. 10. Các hàng quỷ thần theo hộ trì. 11. Đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai. 12. Đời sau sẽ làm con gái các hàng vương giả đại thần. 13. Thân tướng xinh đẹp. 14. Phần nhiều được sanh về cõi trời. 15. Hoặc làm bậc vua chúa. 16. Có trí sáng biết rõ việc trong những đời trước. 17. Có mong cầu chi cũng đều được tội ý. 18. Quyến thuộc an vui. 19. Các tai vạ bất ngờ đều dứt sạch. 20. Các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn. 21. Đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại. 22. Đêm nằm chiêm bao an ổn vui vẻ. 23. Những người thân tộc đã chết, nếu có tội thời được khỏi khổ. 24. Nếu về đời trước có phước thời được sanh về cõi vui sướng. 25. Các bậc thánh ngợi khen. 26. Căn tánh lanh lợi thông minh. 27. Giàu lòng từ mẫn. 28. Rốt ráo thành Phật. 7 điều lợi, lại gầy nữa này Hư Không Tạng Bồ Tát. Như hàng trời đồng quỷ thần ở hiện tại và vị lai, nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe các sự về bổn nguyện tu hành của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà ngợi khen chiêm lễ, thời sẽ đặng 7 điều lợi ích. 1. Mau chứng bậc thánh. 2. Nghiệp ác tiêu diệt. 3. Chư Phật đến ủng hộ. 4. Không thối thất Bồ Đề. 5. Bổn lực được tăng trưởng. 6. Việc đời trước đều rõ biết. 7. Rốt ráo thành Phật. Đại hội tán thán. Bấy giờ, bất khả thuyết tất cả các Đức Phật và Đại Bồ Tát cùng 8 bộ chúng trời rồng ở 10 phương đến dự pháp hội đó, nghe Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngợi khen tuyên bày sức oai thần lớn chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đều khen là việc chưa từng có. Lúc đó, trời Đao Lợi rơi vô lượng hương hoa, thiên y, chuỗi ngọc để cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Bồ Tát xong rồi, tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại chim lễ chắp tay mà lui ra.
Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổng nguyện quyển hạ hết. Bổng thề Địa Tạng so nhân trong kinh Tạng Tật Câm Ngọng Do Tiền Sanh, đời nay tụng đại thừa phước lợi vô cùng, quyết sang báo vãng sanh. Nam mô Thượng Trụ Thập Phương Tăng, Nam mô Thượng Trụ Thập Phương Tăng, Nam mô Thượng Trụ Thập Phương Tăng, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Đao Lợi Thế Tôn nói pháp màu Địa Tạng công hạnh rất rộng sâu, thánh giáo mãi truyền sâu chẳng ngớt khắp lời trời người khỏi khổ sầu. Trời A-tu-la dạ so thảy đến nghe pháp đó nên chí tâm, ủng hộ Phật Pháp khiến thường còn. Mỗi vị xuyên tu lại Phật dạy bao nhiêu người nghe đến chốn này, hoặc trên đất liền hoặc hư không thường đối người đời sanh tự tâm. Ngài đem tự mình nương pháp ở, nguyện các thế giới thường an ổn phước trí vô biên lợi quần sanh, bao nhiêu tội nghiệp thảy đều trừ. Xa liệt các khổ về viên tịch, hằng dùng giới hương xoa vóc sáng thường gìn định phục để giúp thân, hoa màu bồ đề khắp trang nghiêm tùy theo chỗ ở thường an lạc. Nam mô tội tà phụ chánh hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Nam mô tội tà phụ chánh hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Nam mô tội tà phụ chánh hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni So ha.